Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Điện Thoại Vui TV. Bấy lâu nay thì có vẻ như là Điện Thoại Vui tụi mình đang có hơi nhiều video clip về iOS cũng như là Apple đúng không? Nhưng tụi mình cũng không quên nhiệm vụ là luôn đưa cho các bạn những thông tin và những cập nhật mới nhất, tất cả những gì liên quan đến công nghệ. Vậy thì trong video clip ngày hôm nay chúng ta hãy nghía sang hệ điều hành Android một tí. Cụ thể là trên chiếc điện thoại Samsung S10 của Đen Anh đang sắp cập nhật lên phiên bản One UI 2.0 trên nền tảng Android 10. Vậy thì cùng xem Đen Anh là nó có gì khác biệt so với lại phiên bản cũ nhé. Bắt đầu thôi. Đây là chiếc điện thoại Samsung Galaxy S10 của Đen Anh. Bây giờ Đen Anh sẽ đi cập nhật nó đây và cài đặt nè. Đây, tải về và cài đặt. Bây giờ mình sẽ tải về đây. Và nãy giờ thì điện thoại Đen Anh nó đã chạy và cập nhật được một phần rồi. Bây giờ nãy giờ Đen Anh đợi khá lâu, khoảng tầm 30-45 phút gì đấy, không để ý nữa. Nhưng mà bây giờ mình sẽ bấm cài đặt ngay để có thể tiếp tục cái tiến trình nâng cấp lên One UI 2.0 này. Xịn nè, cái này là cái thay đổi đầu tiên mà khi vừa mở màn hình lên mình đã thấy một chú Android biểu tượng màu xanh hiện lên. Trước đây thì không có. Và như các bạn cũng có thể thấy á, là khi mà update lên á, thì khi mà máy nó khởi động lại tốn khá là nhiều thời gian mà nãy giờ đợi khá là lâu. À bây giờ nó mới chuyển màn hình rồi nè. Vậy thì các bạn có thể thấy là cái nhược điểm đầu tiên khi mà chúng ta update lên cái One UI 2.0 này đó chính là mất quá là nhiều thời gian. Thời gian để cho nó tải về nè, rồi thời gian cho nó cài đặt. Mà cái quá trình tải về cài đặt cả hai đều rất chi là lâu luôn. Và bây giờ thì chiếc S10 yêu dấu của Đen Anh đã được cập nhật thành công rồi các bạn ạ. Để xem là nó có thay đổi gì nhiều không, để có đáng để phải bỏ công sức ra chờ đợi cập nhật như nãy giờ mà các bạn thấy Đen Anh đợi rất là lâu luôn. Đầu tiên là bút chạm trước đây ha, xem nó có mượt mà hay không. Đấy, cũng khá là ổn thôi, không có gì lát hay giật gì cả các bạn ạ. Tiếp theo thì là về phần thanh trạng thái. Thì Đen Anh nhớ là nó hồi trước nó sẽ có cái đồng hồ ở đây, nhưng bây giờ nó được chuyển sang góc trái rồi. Để xem là nó còn gì thay đổi nữa không nha. Và các bạn thấy là cái phần này nó cũng có nhiều cái mục để chúng ta lựa chọn hơn. Trong khi trước đó thì nó chỉ có 3 cái thôi. Bây giờ thì nó đã có tới 4 hàng rồi. Thư mục bảo mật được đưa ra luôn nè. Smart View không làm phiền. Mấy cái này thì cũng khá là cũ rồi. Để xem có cái gì không. Đây, Đen Anh thấy một cái rất là hay luôn. Đó chính là trình ghi màn hình. Yeah, đây là cái mà Đen Anh thích nhất. Bởi vì cuối cùng thì Android trên Samsung Galaxy S10 cũng đã cho phép chúng ta có thể có một cái trình ghi màn hình ngay trong thanh trạng thái luôn. Và như các bạn có thể thấy là hồi trước đây, trước khi mà muốn ghi màn hình đó, Đen Anh phải tải cái ứng dụng này về nè, AZ Screen Recorder. Bây giờ Đen Anh đã có thể tự tin xóa cái ứng dụng đó rồi. Và bây giờ thì chỉ cần quẹt xuống như thế này thì đã có sẵn này một cái trình ghi màn hình. Rồi bây giờ Đen Anh sẽ mở đến phần cài đặt cho các bạn xem ở bên trong nha. Từ từ mở lại nè, có cái gì đó khác. Đấy, cái cách mà nó mở lên là nó oval như thế này. Khác với hồi trước, Đen Anh không nhớ hồi trước nó mở lên rất là nhanh luôn. Và nó hầu như là không có cái chuyển động chậm như vậy các bạn ạ. Lại nha. Đấy, nhìn nó chuyên nghiệp hơn hẳn. Và đây chính là thông tin phần mềm mà Đen Anh vừa mới cập nhật. Phiên bản One UI 2.0 Android 10 ha. Bây giờ chúng ta xem là còn gì khác không. Đầu tiên là hồi nãy Đen Anh đọc thì Đen Anh nhớ là nó sẽ có một cái gọi là Add Sticker. Đây, chúng ta có thể thêm sticker vào trong lịch mà không cần tạo sự kiện. Các bạn có thấy cái gì nó hiện ra đây không? Bây giờ Đen Anh thử bấm. Trời ơi, dễ thương quá. Ví dụ như hôm nay là ngày đi chơi nè, thì mình sẽ ghi vô những buổi picnic. Đấy, như thế này. Ôi, hay thế. Ôi, rất là dễ thương luôn á. Hay quá. Đấy, đây là giao diện thời tiết cũ. Bây giờ Đen Anh sẽ mở cái giao diện thời tiết mới. Đây là giao diện thời tiết mới của chúng ta. Hình như là có thêm một cái dấu cộng để tìm kiếm vị trí và một cái thanh menu để chúng ta có thể tùy chọn. Và vừa rồi là những khác biệt và thay đổi trên One UI 2.0 trên nền tảng Android 10. Vậy thì các bạn thấy những sự thay đổi này có đáng cho chúng ta nâng cấp hay không? Và nếu như mà trong lần nâng cấp lần sau á, các bạn có mong muốn là họ sẽ thay đổi nhiều hơn để phục vụ nhu cầu sử dụng hay là thói quen sử dụng của chúng ta hay không? Hãy để lại dưới phần bình luận cho Đen Anh cùng biết với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh YouTube Điện Thoại Vui TV để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn qua những video clip công nghệ nhất. Còn bây giờ thì bye bye.